Sự tà sát quỷ quan tuần tuần xanh gồm tài. Cường hùng
làm không đổi trời chung. Vùng nào quét sạch thủ xong giặc ngoài. Tao
kiến thánh phù vua An Dương Vương đánh giặc Triều Đà. Dòng sông tranh khúc tài hoàn ca, Ninh Giang thiết lập đền thờ Quan Tuần Thánh. Sao lan thành ra